Cái lợn này của anh hay bắt giống ở đâu? Mình cái này thì anh bắt của bọn Java. Bắt Gia Phả. Hôm nào anh thử chăn cái lợn Hòa Phát ấy, tiền giống bắt thì cao. Nhưng mà em lên Lai Châu, trên Lai Châu thì nó toàn bắt lợn đấy, mà lợn đấy 100% con nào bấm thẻ tai, lợn con. Anh bắt về nhà con nào cũng bấm thẻ tai, thì lợn chuẩn công ty luôn. Ở trên Lai Châu nó bắt đến về đến Lai Châu nó bắt từ Bắc Giang về đến Lai Châu nó rơi vào 1,5 triệu một con. Là bao nhiêu cân? 1,5 triệu một con, về đến nhà chỉ cần 11 cân thôi là nó tính theo giá là 1,5 triệu một con. Còn khi mà nó biểu cân trung bình thì nó cho phép là 11 cân. Nếu mà cân tổng lên 100 con mà dư ra bao nhiêu cân là nó nhân với giá 57, 58. Bọn Thế này nhưng nó mà về chăn cái bọn đấy em hôm nọ em lên em thấy mặc dù ấy chăn ấy nhìn cái con lợn ấy nó cũng hơi ngắn ngắn lợn mà cảm giác như hai cái má của nó này nó rất là dày, nó rất là nặng má. Sẽ cảm giác là hai cái má này là toàn mỡ đắp vào thôi. Nhưng mà lợn đạt cân lắm, toàn 135 với 40 cân rồi. Cân xô trung bình 100 con cũng sẽ được tầm khoảng 135 cân. Mà chăn cái giai đoạn mà nó tầm 7 80 cân ấy nó ăn rất tốn kém, ăn tốn kém hơn bọn bình thường. Nhưng mà đến lúc mà xuất bán ấy thì nó đạt cân cao mà nó lại ngắn ngày hơn. Lợn bắt về 11 cân rồi nhá, thì anh nuôi tối thiểu đúng phải rồi, tầm 4 tháng mới được bán. tầm tầm cân ý thì là dễ chăn hơn là tầm 7 cân nữa. Đúng rồi, mà anh về anh tầm 11 cân thì anh về đáng nhẽ là anh phải chăn tầm tầm 4 tháng nữa mới được bán. Nhưng mà đội đấy nó chỉ chăn 3 tháng 20 ngày là bán rồi. Mà tính hôm nọ em ngồi em dùng phép tính em tính luôn. Nếu mà nhập lợn 1,5 triệu và tính ra là con lợn ăn với cám giá đắt như bây giờ là nó phải ăn hết tầm 3 triệu 8 đến 4 triệu, em cứ cho kịch kim là 4 triệu thì nó sẽ 4 triệu rưỡi đúng không? Mất 4 triệu rưỡi nhưng mà nó bán một con lợn 140 cân mà nhân với giá bây giờ là chỉ cần 5 năm thôi, không cần đắt. Chỉ cần 5 năm thôi là nó sẽ bán được 7 triệu tư. 7 triệu tư mấy chục ấy thì cứ cho là 7 triệu tư thì là nó vẫn được gần 2 triệu một con, 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi với 7 triệu tư. Nhiều khoản lắm bây giờ anh. Không, em đang tính là như này, tức là 1 triệu rưỡi với 4 triệu là 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi bán được 7 triệu tư thì cứ cho là 7 triệu rưỡi đi là được 2 triệu không? Thì được 1 triệu 9. 1 triệu 9 trừ đi tiền điện, tiền thuốc, tiền công đi rồi nó vẫn bèo rạt nó vẫn bỏ phải bỏ ra được gần 1 triệu một con. Bắt lợn công ty mà cứng 11 cân rồi về không hao đâu anh ạ. À. 100 con chỉ hao mất 1 2 con thôi, bởi vì lợn nó cứng rồi. Nó Đây không như lợn 7 8 cân. anh bắt cái mô này đấy, thực ra lúc nhỏ hỏng mấy con là cũng do mình, còn nếu không thì không bị hỏng đâu. Ở dưới kia của anh hơn 100 con vẫn nguyên, ví dụ về đây hơn 80 con thì hỏng hỏng thành 12 con ở đây này. Đấy, nhưng mà nếu mà tính tính hao thì chính cái bọn 7 8 cân về là sẽ rất dễ bị hao, nếu mình không biết cách chăm là rất Đúng dễ rồi, bị hao. nhưng mà cái bọn bọn Hòa Phát thì chắc là cái thời điểm này lợn giống nó cũng Giờ không này không có lợn giống. Anh ấy đặt không có nên anh ấy mới điên tiết nên anh mới xây chuồng lên để anh ấy bắt nái về anh nuôi, anh bảo từ nay đi anh không bị phụ thuộc lợn con vào người khác nữa. tầm này mà dân người ta vào nhiều đấy à, nên là bọn nó không bán ra. Hòa Phát bây giờ là đang có nghĩa là tình trạng trên thị trường hiện tại bây giờ kể cả tư nhân hay công ty đều như thế, là lợn con bây giờ đã đầu khan. Thằng bạn em nó 300 nái mà lên nhà nó bây giờ không còn một con lợn con nào mà nó bảo là cứ ra đâu là hết sạch cái đấy, mà ngày xưa tao phải lôi 11 cân tao mới bán được nhưng mà bây giờ 7 8 cân là mọi người nhấc hết rồi. Kham thì 7-8 cân người ta cũng bắt hết mà. Anh ngày trước anh cũng toàn bắt 7-8 cân đấy chứ. Bây giờ lợn Hòa Phát nó lại có lợn hai máu, tức là lợn lợn sinh ra con lợn hai máu để làm con hậu bị ấy, thì là nó sẽ tất cả những con đực nó thiến mà nó lọc ra để nó bán cho dân để nuôi thành lợn thịt. Thế còn lợn nái nó sẽ để lại để nó nuôi để sau này nó sẽ chọn giống để là Thế thành nên hậu nó bị. bán tất lợn được à? Thì nó bán rất lợn đực thì nó là lợn hai máu, nhưng mà lợn hai máu nuôi nó không đạt cân, Đúng nó rồi, chỉ chết tầm tạ mất. hai quay về thôi. Thế còn nếu mà chuẩn lợn ba máu của nó thì phải được tầm tạ ba tạ tư. Anh nuôi cái dòng thức ăn này thì anh lại thích con lợn đực hơn đấy. Thế nhưng mà người ta chăn nuôi cám khô thì người ta sẽ lại thích dòng lợn ba máu hơn vì nó thiên hướng về thịt, nó ít xương, nó nhẹ xương. Còn anh nuôi nếu mà nuôi lợn hai máu thì xương nó sẽ rất là to, xương nó to lắm. Mà bây giờ mình chưa bắt nữa nào mà mình cứ nghe người ta bắt về cái là rẻ hơn tí, nhưng mà về Sợ lắm. về hỏng hết. Nói chung là mình đang bắt quen ở đâu rồi thì mình cứ bắt để họ đảm bảo được, họ bảo hành cho mình. Chứ còn cũng không lên đổi chỗ đâu. Chẳng qua là nếu như trường hợp như mà có vấn đề gì mình phải đổi thì lúc đấy mình mới gọi là nghe để tham khảo thôi. Chứ còn bản thân em thế thôi, hôm vừa rồi là anh ấy ở tận Lai Châu anh không xuống được thì anh ấy nhờ em là lên chỗ bạn của em. Thì đúng là thằng bạn của em thì bảo lên chỗ bạn của em xem lợn hộ anh, xem là lợn con nó như thế nào, nó dài ngắn làm sao, bên nuôi nó có đạt cân không. Thế nhưng mà lên đến nơi nói chuyện thì mới biết rằng là đến lúc mà lên đến nhà anh thì bảo là thế thì anh nuôi con Hòa Phát này hay hơn con kia, con Green của bạn em thì nó nuôi nó cũng chỉ đạt tầm nói chung là tạ hai tạ ba quay đầu thôi, nó không được hơn. Thế mà nuôi thì nó cũng mất từng đấy thời gian. Thế thì trong khi đó cám cũng đắt lên này, mà trong khi đó con giống thì nó rẻ hơn. Con giống thì công nhận là nó rẻ hơn, nó rẻ hơn được 250 nghìn một con. Chỗ thằng bạn em bán là 1,25 triệu. Nhưng bọn ấy nó bị bắt ăn cám. Có ăn cám hết chứ, mà đến lúc mà bắt mình bắt về 7 8 cân nhưng mà nó vẫn ăn cám cứng rồi, bởi vì đội ở trong đấy là nó cho tập ăn từ lúc 5 ngày tuổi cơ, nó tập ăn cứng rồi.
Nhưng mà nó tách mẹ ra là nó cũng sẽ nuôi thêm cho mình mấy ngày để cho cứng cáp xong nó mới cho mình bắt, chứ không không phải là dứt mẹ ra cái là nó thả lên xe cho mình luôn đâu, không có đâu. Nó có chuồng cai, nó tách mẹ ra nó cai cho mình, nó úm cho mình trong vòng tầm khoảng 5-7 ngày. Còn ý chắc 21-22 ngày nó đã tách rồi đúng không? Đúng rồi, bọn nó chỉ 21-22 ngày nó tách thôi. Nhưng mà lợn của nó thì nó có một ưu điểm là con lợn mẹ của nó là lợn mẹ green. Thì lợn mẹ green nó đẻ rất là sai. Lợn mẹ green nó đẻ 17-18 con cơ. Thì xong khi đẻ ấy, nó chỉ chọn lại 14 con để nó cho mẹ nuôi thôi. Còn lại thừa là nó bán cho dân hoặc nó cho dân luôn, nó không thèm nuôi. Tức là cứ con còi, con yếu, con nọ, con kia là nó chỉ chọn xem giống nhau. Thì còn lại tất cả những con kia là nó loại. Nói chung là nó gọi là nó loại luôn, chứ nó không giữ lại mà nó cũng không san cho con nái khác nuôi. Nó loại luôn. Thì sau đó thì làm 14 con đấy đến lúc thành lợn cai thì nó bảo là chỉ số trung bình bây giờ nó rơi vào 11.9. Tức là đến từ lúc mẹ nuôi là 14 con nhưng đến lúc cai là nó cũng chỉ được tầm 12 con thôi. Còn đâu nó lại loại tiếp. Thì đến lúc này nó bán cho mình là hoàn thiện là nó chỉ được tầm khoảng 11 chấm mấy con thôi. Kể cả bọn lợn Marvin đấy, nó đi nuôi cũng thích mà. Đến năm 2019 bắt 200 con này, anh thấy nuôi cũng ổn. Nhưng mà về sau đây này, về sau nó bắt ăn cám, nhưng bọn anh thì không ăn cám được. Bọn green thì nó lại bắt ăn cám. Như trường hợp là anh bắt lợn từ trại của, ví dụ như anh bắt lợn từ trại của thằng bạn em bán ra thì nó sẽ không bắt ăn cám của nó. Nhưng mà thằng bạn em là nó làm hai, hiện tại bây giờ là 210 con nái của green là bắt buộc toàn bộ phải ăn cám của green. Thì nó cho một thằng kỹ thuật về đấy, nó nuôi cái thằng kỹ thuật đấy, cho nó giả lương thằng kỹ thuật đấy. Thằng kỹ thuật chỉ ăn rồi ở đấy cái trại đấy này, làm từ khâu chỉnh vaccine cho mẹ này, khâu chỉnh vaccine cho con này, đỡ đẻ này, nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến về kỹ thuật thì thú y bọn em sẽ làm. Thế còn lại công nhân chỉ có đi hót phân với rửa chuồng thôi. Đấy, thì là chuồng mình tự xây, ví dụ như mình xây chuồng lên, xong rồi nó thả nái về cho mình, là mình mua nái công ty. Mà nái bên đấy thì nó mua được chế độ đẹp lắm. Mua 10 con được tặng 2 con. 10 con tặng 2 con, sao này sông xanh thế? Đấy, nhưng mà ngược lại nó lại đổi lại là nó, anh nó xuyên suốt quá trình anh chăn lợn nó ăn cám của nó. 200 con nái biết ăn một tháng bao nhiêu cám không? Thì đương nhiên rồi, bây giờ cám thì không ăn của nó thì ăn của các để mất tiền. Nó thả giống ở đấy, nó như kiểu anh thả cái mồi câu thôi. Còn lại là nó thu về sau. Bây giờ một con nái của anh nó sẽ sinh sản trong vòng 3 đến 4 năm. Thế nhưng mà ngược trở lại, bây giờ ví dụ mà bắt buộc ăn cám thì nó giữ bố mình tiền còn gì nữa. Thì thế. Thì đấy kiểu gì nó chả có cái nọ cái kia đúng không? Nó phải ràng buộc với nhau chứ. Nó phải ràng buộc được anh thì nó mới nuôi cho anh một thằng kỹ thuật lương mấy mấy triệu một tháng chứ, đúng không? Đấy, bây giờ mà lượng lớn thế nó giữ mình bao tiền? Lợn thì là bắt thả về chuồng là anh phải thanh toán tiền rồi. Còn cám thì anh phải chuyển khoản trước thì con nó mới chuyển cám về. Không, ý anh là bây giờ nó bắt buộc mà mình phải ăn cám của nó này. Đúng thì ông kiểu gì ông phải trả về cái bọn kia, nó trả nắm của mình một ít tiền, đúng không? Tiền thì nó không nắm, nhưng mà bắt buộc giao kèo hợp đồng với nhau là mình phải ăn cám của nó. Chứ còn tiền thì nó chẳng cầm của mình cái gì cả. Nhưng bọn này nó ngày trước mà lợn mà trên 1,5 triệu ấy, thì nó giữ đầu con là 200.000 hay là 100. Nhưng khi nào mà bán ấy, thì nó mới giảm. Thì thực ra 100 thì vẫn chả quan trọng đâu. Ăn cám cũng mốc đi cũng phải ăn cám nhưng mà không ràng buộc. À không, lợn thịt thì nó không, sẽ không khác. Không phải là phải tính đầu con lên. Như bọn anh bảo là bây giờ anh bắt lợn nhưng mà anh cám thì anh cũng ăn, nhưng mà tính đầu con lên thì anh không ăn được từng ý bao đâu. Bán được thì bán, làm sao mà anh chống được như thế. Đúng rồi. Bọn kia thì nó chỉ tính đầu nái thôi, bọn nó không tính đầu thịt nên là nó không giữ tiền của mình. Tính đầu nái thôi. Tính đầu nái, bởi vì cái trại có chăn lợn thịt đỏ. Nó có xây một cái chuồng thịt nên nhưng chỉ khi nào ế lợn không bán được thì mới vứt lại thôi. Chứ còn lợn của nó chả bao giờ ế. Đợt vừa rồi ế nó giữ lại 500 con nó nuôi. Đợt vừa rồi cái đợt mà cách đây cái đợt mà anh gì ở chợ bến bán lợn con ế đấy, chính cái đợt đấy là bọn nó cũng ế nên là giữ lại, đến bây giờ nó đang được bán lợn thịt rồi này. Thì là đến đợt này thì nó là đợt này thì không có lợn con để bán. Hôm nọ em lên là có 20 con nái đẻ, là nó bảo là hai ngày nữa là cai thì là có lô này thôi, còn nếu không là phải 20 ngày nữa bắt đầu mới lại có tiếp một lô nữa, là mai kia nó đẻ thì là 20 ngày nữa nó mới sao nó khan lợn con nhỉ. Vừa rồi lợn nó rẻ nên là nó hãm đẻ lại, nó cũng giảm quy mô chuồng xuống, nó vào chuồng của nó chăn được 300 nái, nhưng là vừa rồi nó cũng giảm, nó chăn có 210 thôi, đợt tới nó mới lại gây lên thêm. Thì thằng nào cũng trong tình trạng chung như thế, thì đến bây giờ tự dưng là lợn con nó khắc khan đi, nói chung là cung cầu như thế mà. Nhưng mà anh thấy là cám nó lên là mềm, thế lợn con làm gì lên được mấy? Không lên được mấy. Cám? Đấy, vẫn chỉ 1,25 triệu một con thôi, có lên được đâu. Cám nó lên bây giờ 340-350 rồi đấy. Tùy từng hãng ấy, có hãng lên 306-307-308 rồi. Ví dụ mà nuôi nó xuân sẻ thì còn đỡ đau đầu. Nhưng mà anh nuôi cám chân thẳng thì cái tỷ lệ là an toàn nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nó dịch bệnh môi trường nó cũng quyết định là 50%, chứ cũng không phải đâu do cám là 50% đâu. Còn cái thức ăn tận dụng của anh thì nó cái nguy cơ nó tiềm ẩn là nó cũng cao thật. Nó không phải là thuộc dạng không cao đâu. Cao mà. Ừ, nhưng mà được cái thì nó lại hạ chi phí giá thành chăn nuôi xuống. Thì bọn anh nó sẽ đỡ hơn thôi. Mình chẳng qua là mình lấy công làm lãi thôi, còn nếu mà để mà tính ra sức người bỏ ra. Ui ôi, anh nói em hai vợ chồng nhá, suốt từ 7 giờ nhá,
chưa xong việc đâu, bình thường là phải 12 rưỡi 1 giờ mới xong, xong thì nghỉ đến 3 giờ lại dậy, phát từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Đấy. Em thấy thế nào? Thì 3 giờ chiều lợn gà xong là 6 giờ đi lấy đồ đến 3 giờ sáng mới về. Cũng có thời gian rồi mà nghỉ. 3 giờ sáng về chắc ngủ đến 5 giờ là dậy lại phải làm tiếp. 7 giờ dậy, không làm mệt quá thì làm đến 8 giờ. Đấy, suốt ngày như thế anh bảo. Đây tính ra mình tính công hai vợ chồng ngày phải triệu, 2 triệu thì phải đáp ứng được. Đúng rồi. Còn nếu bây giờ, ví dụ như bây giờ anh không đi lấy thức ăn tận dụng nữa, anh nhập cám về thì anh lại phải đi làm công việc khác để đập vào cái tiền cám đấy. Thì nó cũng xem nhau nên là thành ra là mình bảo là mình lấy công làm lãi thôi. Làm cái gì thì cũng bây giờ cũng lấy công làm lãi hết. Như bọn em thì thôi cứ bảo là nhiều lúc mọi người bảo là ui nó đi ô tô nó đi làm chắc nó phải kiếm được nhiều tiền lắm, không phải đâu. Nó là lấy công làm lãi thôi, mình đi làm nhưng ngược lại là mình chấp nhận mình đi làm một ngày hôm nay mà mình phải đi xa hay là mình phải đi gần, nói chung là nó do là lượng khách hàng của mình. Thế nhưng mà ngược lại là một cái video đấy em về nó lên đến hàng mười mấy đấy nghìn, thậm chí đến hàng triệu người xem, người biết đến em, đúng không? Thì là mình lấy công để làm lãi để mình kéo lại được là một cái video đó nó sẽ đẻ ra được bao nhiêu đơn hàng. Chứ còn nếu mà bảo là chỉ vì một đơn hàng đấy đi sang bán cho anh được 2 triệu tiền thuốc em đi từ đấy sang đây, thì thực sự ra là nếu mà để là bán quầy thì không bao giờ đi như thế. Bán quầy như thế thì đi như thế thì có mà một ngày bán quầy ở nhà được bao nhiêu tiền anh ạ? Một ngày bán quầy ở nhà như em ngày xưa ở nhà bán quầy một ngày cũng chỉ được tầm khoảng 5-10 triệu thôi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ nhà em có những ngày bán lên hàng trăm triệu tiền hàng chứ nó không phải là đơn thuần, đúng không? Thế nên là mình phải lấy công làm lãi, cũng như là mọi người bảo là ui ui đi tận Lai Châu xa thế đó kia. Thế nhưng mà ngược lại là em phải đi thì mọi người mới biết đến em, là em có mặt tại Lai Châu, em bán hàng tại Lai Châu thì mọi người mới ủng hộ em ở khu vực đấy. Chứ còn nếu em không lên đấy thì khách Lai Châu người ta xem người ta bảo ồ cô Thúy cô xa lắm, cô chả bao giờ cô lên đến đây, cô chả bao giờ gửi thuốc lên đây cả. Không phải, xe cộ giờ rất tiện, Quảng Ninh, Lai Châu, thậm chí là tận vào tận miền Nam. Đợt vừa rồi em có mỗi miền Tây em không đi đâu, Tây Nguyên em đi rồi. Thành ra là mọi người vùng đất nào mà em đặt chân đến là mọi người biết là em có thể gửi hàng tới, mọi người đều ủng hộ em thì cái lượng đơn hàng của mình nó sẽ gia tăng lên. Chứ còn nếu mà tính một chuyến đi Lai Châu của em đợt vừa rồi hai vợ chồng cộng vào gần chục triệu, 6 ngày, nguyên tiền nhà nghỉ, tiền xăng, tiền cầu đường từ đây đến đến đấy cao tốc lượt đi 350, lượt về 350, tiền xăng đổ mất 1,5 triệu, đợt này xăng đắt, đi một chuyến về trọn vẹn 1,5 triệu tiền xăng. Ví dụ mà mình đi hỗ trợ trại thì ví dụ ăn ở thì trại người ta hỗ trợ chứ, đúng không? Ví dụ như em lên bạn trại bạn em thì bạn em nó bảo là ở đấy được, nó nuôi ăn nuôi ở. Nhưng mà ngược lại thì là em còn phải di chuyển sang trại khác. Ví dụ em lên Phú Thọ xong là hôm sau em lại có lịch em làm trên Bảo Hà thì bắt buộc em lại phải di chuyển lên Bảo Hà để em nghỉ ngơi với tắm giặt ở trên đấy sạch sẽ, xong sáng hôm sau em mới được vào trại trên đấy. Chứ còn nếu em ở trại bạn em sáng hôm sau lên Bảo Hà thì thứ nhất là nó mệt, và thứ hai nữa là vừa ở trong trại bạn ra mà đi vào trại người khác là em không thích, nên là bắt buộc em phải ngủ ngoài để đảm bảo cho cái khâu sát trùng của mình, sau đó mình mới đi vào trại tiếp theo thì nó mới an toàn được. Mà mỗi ngày mình cũng chỉ đi được một trại, 6 ngày đi được có 6 cái trại. Nhưng mà ngược lại là 6 cái trại đấy về là em được 6 cái video, mà 6 cái video đấy em về là nó sẽ đẻ ra nhiều đơn hàng tiếp theo. Thế nên là tại sao mà em đi giúp mọi người, em vẫn đi giúp bình thường. Thậm chí có những trại đến mà bị giả châu Phi em không bán được đồng thuốc nào nhưng em vẫn giúp. Em không lấy tiền xăng, em không lấy tiền gì hết, em không lấy một cái tiền hỗ trợ nào cả. Từ trước đến nay là như thế. Nuôi nợ anh thấy hơn cả đánh bạc, chán lắm. Ôi, con nào cũng đánh bạc anh ạ, con vịt nhá. Nuôi từ bé đến lúc nó tầm gần 3 cân để được bán rồi. Thôi. Qua một đêm nó bị dịch tả, ra sáng sau ra trắng cánh đồng luôn. Da cầm chết. Trắng cánh đồng luôn. Mà đợt nào nó bị cúm ấy, nó chết còn nhanh nữa cơ. Đúng rồi. Bị cúm nó chết nhiều hơn tả. Tả thì nó phải tầm 5 ngày nó mới chết hết. Nhưng mà bọn cúm có khi sau một đêm ra là anh nhặt chỉ nhặt xác thôi. Gà, vịt, ngan, ba cái con đấy bị cúm thì nhanh lắm. Mà thuốc rời không chữa nổi. Em nói với anh lợn á, còn chữa được ấy. Lợn bây giờ chỉ có mỗi tả châu Phi là không chữa được thôi. Chứ còn ngan, vịt, mới lại gà, riêng dính cúm da cầm, dính dịch tả là chịu chết. Ngoài nó không có thuốc phòng. Có vaccine phòng dịch tả nhưng mọi người lại thường là rất lười tiêm, và khi tiêm ấy nhiều khi á là con ngan, con gà, con vịt ấy nó tiêm nó lên đến hàng nghìn, hàng vạn con. Thành ra là pha vaccine xong thì tiêm những cái mẻ đầu ấy, cái mẻ lượt đầu ấy thì ok, nhưng mà cái mẻ lượt cuối có khi vaccine đã hết tác dụng rồi. Anh cứ nghĩ là cái vaccine da cầm ấy nó có loại uống mà, đúng không? Đấy, chính vì cái tội là mọi người bảo là ở thế không cho lười tiêm cho uống được, nhưng mà không riêng quá. Dịch tả cúm là phải tiêm, nếu anh cho uống hỏng ngay, dính đòn ngay. Mà đến lúc cái bọn đấy nó bị thì cũng chỉ có tiêm thôi, không uống được. Cái bọn đấy mà khi mà bọn vịt với bọn ngan mà bị bệnh ấy, chỉ có tiêm thôi. Mà anh biết ngồi một lúc tiêm hết một vạn gà, một vạn vịt, ui nó lâu. Mấy tổ tiêm chứ là một mình tiêm làm sao? Thì nếu mà mấy tổ thì bắt buộc là phải nhiều nhân công lên. Đấy. Đấy. Như ở đây khối nhà người ta chăn nuôi cũng ít thôi nhưng mà người ta không tiêm đâu, chả tiêm phòng gì đâu. Thường người ta chăn nuôi ít người ta không tiêm đâu, nhưng mà đã chăn đến tầm vài trăm con trở lên là phải tiêm. Nếu không tiêm có ngày mất trắng luôn. Đánh bạc còn ác hơn này, anh biết nhá, vịt ấy.
con lợn này nếu mà lợn thấp giá anh còn chờ được giá 1-2 hôm để xem xét tình hình như thế nào. Nhưng mà con vịt ấy mà anh chờ nó thêm 2 hôm ấy là anh mất đi tong mất vài chục triệu tiền cám luôn. Mà nó không tăng cân nữa mà thậm chí nó còn tụt cân đi. Đến tuổi bán rồi mà anh không bán mà anh để cố thêm 1-2 hôm nữa là nó sẽ tụt cân. Chỉ có con ngan nó sẽ chờ được cân. Con ngan là chờ được giá. Con ngan mà ví dụ như anh bảo thấy thị trường hôm nay 54 mà anh muốn chờ thêm 1-2 giá nữa thì có thể anh cứ cho ăn cám. Nó chăn thêm vài ngày nữa thì nó vẫn ít nhất là nó không tăng được nhiều nhưng mà nó vẫn sẽ giữ được cân cho anh. Nhưng con vịt là nó sẽ tụt cân. Con vịt ngoài 45 ngày tuổi mà anh không bán là đến tầm 48 49 ngày tuổi là nó tụt cân, nó tụt cân anh vừa mất tiền ở cân mà lại vừa mất tiền ở cám. Mà bọn vịt đến cái tuổi đấy nó ăn cám như phá mạ luôn. Một vạn vịt là nó ăn một ngày hình như là mười mấy bao cám. Thế nhân giá 200 mấy một bao đi. Nhưng mà cái nuôi gia cầm ấy, cái khắc suất mà lấy lại được vốn thì nó sẽ là cao hơn nuôi lợn. Không. Anh nghĩ là nứa bởi vì cái nứa của nó nhanh mà. Lợn như này thì nó là ví dụ như là bình thường là 4 5 tháng. Đây cái nhà mà chăn gà nhà em ơi kìa. Lợ em 50 triệu đến 3 năm nay rồi chưa giả được. Đến nứa gà vừa rồi bán lãi mới có tiền giả cho em. Tức là cắm chốt xong cái lứa chăn gà đấy là lợ lại mày 50 triệu thì cắm chốt ở đấy cho cô. Còn từ lứa sau trở đi là cứ chăn lứa nào hết lứa đấy là cô tính tiền lên là hết bao tiền cá bao nhiêu tiền thuốc là cô giả. Nếu mà lỗ thì cô phải bù vào, còn nếu mà lãi được 1-2 triệu thì cô cũng lấy thôi. Cô không nợ mày tiền thuốc nữa, là hứa hẹn nhau thế. Thì là 3 năm nay, tức là từ lúc em đi Hà Nội đến giờ là 3 năm nay là cứ chăn lứa nào là cuối tháng bán gà là trả tiền đấy. Còn 50 triệu đấy đắp đống để đấy 3 năm rồi. Đến hôm vừa rồi là bán cái đợt vừa rồi là 5.000 gà thì là được lãi đấy. Được lãi mà vừa bảo là nếu mà để chờ thêm 1-2 hôm nữa thì được thêm mấy chục triệu ấy. Thì là lãi được 5.000 gà đấy thì mới mang được cho em 30 triệu ở cái lứa cũ. Trả hết tiền thuốc của lứa mới và trả được thêm 30 triệu lứa cũ. Bây giờ vẫn còn cắm sổ 20 triệu nữa, chưa trả được. Lấy lại vốn rất là khó lắm, lúc là còn âm mất tiền vốn nhập con giống. Âm vào tiền vốn là con giống thì muốn không âm vào tiền vốn là con giống thì bắt buộc phải nợ cám một tí, nợ thuốc một tí. Đấy, thế là nhà đấy là cô của em, cô ruột của em thì em mới đầu tư kiểu đấy, còn nếu người ngoài thì không bao giờ. Đấy, thế là nếu con gà nhá, nếu như chăn con gà ấy thì cái tỷ lệ mà anh bị mất trắng ấy nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà lỗ là có lỗ, nhưng mà tỷ lệ mất trắng nó sẽ thấp hơn. Nhưng chăn con vịt là anh tỷ lệ anh mất trắng rất là cao, con vịt và con ngan. Bởi vì con vịt con ngan nó dính cái dịch tả với cái viêm gan kìa, nó rất dễ bị chết. Mà có những nhà nhá, chăn 1.000 ngan nhưng đến lúc ấy, mà đến lúc thành con ngan to để bán nó chỉ còn tầm khoảng 500 con, nó không được nhiều. Đấy. Thế mà trong khi đó con vịt thì lại còn như này này, con vịt nó gặp một cái khó khăn là con vịt mà anh nuôi có thể hôm nay, chiều nay anh cho thợ bắt nó là 30. Nhưng có thể sang sáng ngày mai lợn vịt nó đã lên 40 rồi. Vịt nó lên một giá nhanh kinh khủng, nhưng mà nó tụt thì tụt nhanh kinh khủng. Tối nay nó bảo nó đến bắt, nó bảo ôi em anh ơi em nhiều quá nên là thôi để sáng mai bắt. Sáng mai xuống nó đã xuống đến 35 rồi, mất 5 giá rồi. Mà anh biết 5 giá vịt thì nó kinh khủng lắm. Nó không như con lợn đấy đâu, con lợn nó xuống nó chỉ xuống 1-2 giá thôi, nó không xuống tụt dốc không phanh như bọn kia. Có những nhà mất trắng vốn trong vòng một đêm luôn đấy. Nó không, nói chung là bọn đấy đánh bạc hơn nhiều so với bọn lợn. Nếu mà để mà chăn lợn là vẫn an toàn và nhàn hơn. Con gà nhá, anh nuôi nhá, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi. Trung bình là sẽ bằng 3 tháng 10 ngày là được bán. Là đấy là nuôi gà ngắn ngày, còn nếu con nuôi gà ngày ngày cũng 5 tháng giống như con lợn. Nhưng mà ấy, con gà nó vất hơn ở chỗ nào? Con gà từ lúc bóc trứng cho đến lúc bán không có một ngày nào không có thuốc. Mà từ lúc bắt đầu bắt con gà con về cho đến lúc 35 ngày tuổi là cứ định kỳ 3 ngày đến 5 ngày anh phải làm vaccine một lần. Chứ anh không nhàn như con lợn này đâu. Đấy. Thế mà con gà ấy thì là anh không có cái chuyện là cho ăn tự do với lại nước tự do này là đến giờ là anh hót phân. Con gà không phải hót phân nhưng mà cho ăn nó rất cực kỳ vất vả. Nếu mà anh cho nó ăn tự do là anh sẽ không phát hiện được bệnh. Mà con gà thì nó nhiều bệnh lắm, nó không như con lợn đâu. Con lợn ấy anh miêu tả cho em còn bắt bệnh cho anh qua điện thoại được. Nhưng riêng con gà mà không xuống mổ khám không bao giờ bắt ra bệnh của gà. Nếu không mổ khám con gà ta không bao giờ bắt được. Thậm chí một đàn gà phải mổ 10 con mới bắt được ra bệnh. Chứ còn mổ một con không ra bệnh. Mỗi một con nó ra một bệnh. Đấy. Con này mổ nó ra kén, đầu đen. Con kia mổ thì ra E. coli. Mà con kia mổ thì lại ra là ký sinh trùng. Nó rất là nhiều bệnh trong một đàn. Mà anh chỉ cần lơ mắt đi, anh không quan sát nhé. Ví dụ sáng anh không quan sát gà, chiều anh không quan sát gà nhé. Thì từ sáng đến chiều anh xác định anh ra đi vài trăm con gà là chuyện bình thường. Mà thậm chí đến mùa nóng này con lợn nó chịu được nóng. Nhưng con gà nó không chịu được nóng. Con gà đang 3 cân dẫy bệnh phạch ra chết vì nóng. Mà thậm chí có một buổi chiều anh nhặt mấy trăm con gà 3 cân luôn. Con lợn thì nó ít khi nó chết nóng lắm. Bây giờ mà quy mô mà bọn nó nuôi nhiều thì nó cũng là chuồng lạnh hết nhỉ? Chuồng gà mà nuôi chuồng lạnh thì nó đầu tư tốn tiền hơn chuồng lạnh của lợn. Bởi vì nó cái hệ thống máng của nó phức tạp hơn. Ví dụ mà bình thường mà một cái chuồng, khu chuồng nó khoảng 200 mét vuông ấy, đầu tư một cái chuồng lạnh, bây giờ ví dụ có trần với dàn mát, bao tiền? Cái tiền đầu tư cho lợn em không nắm rõ được nó khoảng bao nhiêu tiền, nhưng mà nó chỉ lên đến con số một vài trăm thôi. Nhưng mà riêng chuồng gà
thì nó lên con số tiền tỷ. Không có tiền tỷ đừng bao giờ xác định cái xây được chuồng gà lạnh. Không, xây thì anh không nói đang bảo mình có chuồng rồi, nhưng bây giờ mình chỉ thiết kế là thêm cái dàn lạnh cái đấy thôi. Dàn lạnh với lại quạt thôi. Thì mới lại anh Trần thôi. Trần thì nếu mà ai có điều kiện thì Trần tôn, còn nếu không có điều kiện thì Trần bạt. Thì cái đấy nó không tốn kém. Cái đấy nó không tốn kém, nhưng mà vấn đề là cái nguồn điện là phải là nguồn điện 3 pha. Đầu tiên nó phải nguồn điện 3 pha thì mới chạy được cái dàn đấy. Còn nếu mà nguồn điện 2 pha bình thường như điện sinh hoạt của anh em mình là không chạy được dàn lạnh. Còn ví dụ như chuồng nhà anh đây, anh gần như là cũng sẵn cái những cái ô thoáng các thứ rồi, thì nó chỉ cần bạt thêm với lại lắp thêm quạt thôi. Thì bây giờ đa phần là mọi người sẽ chăn nuôi theo kiểu lửa kín lửa hở, thì là lắp thêm cái quạt thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Quạt với dàn lạnh thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Nó chỉ đắt là cái tiền nuôi nó ấy. Hàng tháng anh nuôi nó hết mấy triệu tiền điện ấy. Lô này của anh tính ra cũng tốn đủ thứ, tiền gì cũng tốn. Mùa này là chăn con gì cũng sẽ tốn thuốc hơn. Như sang đến mùa hè, tức là hết nứa lợn này của anh sang đến nứa lợn mùa hè thì anh sẽ nuôi thấy nhàn hơn. Nứa lợn mùa hè là lúc nó bé thì nó lại là vào mùa hè thì nó không bao giờ nó bị chết nóng. Thế mà đến lúc mà nó bắt đầu đến tuổi lớn để xuất bán thì nó lại vào là mùa thu, nó mát mẻ, nó lại ăn được nhiều. Nứa lợn đấy là nứa lợn nhàn nhất. Còn nứa lợn là bao giờ bọn em thấy bọn em bán thuốc bọn em biết. Cái thời gian nào bọn em bán được nhiều thuốc là bọn em biết là lợn nó sẽ bị bệnh nhiều hơn. Là lứa lợn của cái mùa đông với mùa xuân này này, bao giờ sẽ vất vả hơn là cái lứa lợn mùa hè với mùa thu.